Chiếc lá vô tình. Một bà lão mù tìm thấy gốc cây quen thuộc hàng ngày để nghỉ chân sau một buổi sáng vất vả đi bộ qua nhiều con phố để ăn xin. Bà vừa ngồi xuống thì đụng trúng ai đó đang ngồi dưới gốc cây. Một dòng thiếu nữ la lên om sòm: "Mù à, không thấy tôi ngồi đây hay sao mà dẫm lên đau đĩa người? Xin lỗi cô, tôi mù thật, sáng giờ đi xin mệt quá nên tìm đến đây nghỉ tí. Thôi, tôi đi chỗ khác về." Cô gái tỏ ra hối hận vì những lời lẽ vừa rồi nên gọi vội theo: "Bà ơi, cháu biểu bà 10.000 ăn cơm trưa nè bà." Bà lão mù mừng rỡ quay lại và chìa nón ra. Ngay lúc đó, một chiếc lá khô rơi sột soạt vào cái nón. Bà lão nghe tiếng đồng, cứ ngỡ là 10.000 nên đưa tay sờ. Chỉ là một chiếc lá. Vậy là cô bé vẫn còn dần mình. Bà tự nhủ và buồn bã quay lưng đi. Còn cô bé vẫn cứ đứng cầm 10.000 chờ bà lão quay lại lấy. Vậy là bà lão vẫn còn dần mình, vô lễ nên không quay lại lấy tiền. Cô bé mù từ chất rồi buồn bã ngồi xuống. Cô cất tờ 10.000 vào túi, chuẩn bị tiếp tục cuộc mưu sinh với đôi mắt mù và sấp vé số.